Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập 53, ngay khi Hải Ba Đông bị đám người Vân Lan Tông trói buộc thì ngay lập tức Tiêu Viêm đã liền xuất hiện và tan đi phong ấn của bọn chúng. Chứng kiến sự xuất hiện bất ngờ của Tiêu Viêm, 9 tên trưởng lão của Vân Lan Tông cũng mau chóng tụ hợp lại, trong ánh mắt lúc này tràn đầy sự sợ hãi. Còn Tiêu Viêm, sau một đòn đánh ra, anh ấy đã liền đi tới đứng chắn trước người Hải Lão. Ở phía sau, Lâm Diễm cùng Liễu Kình và Lâm Tu Nhai cũng xuất hiện. Sau một hồi võ mồm qua lại, Tiêu Viêm vô cùng lạnh lùng. Ngay lập tức, anh ấy liền ra hiệu cho mọi người động thủ. Nhất thời, khi hiệu lệnh được phát động, sau lưng Tiêu Viêm, cường giả như mưa đã liền lao thẳng về phía trước và công kích. Ở bên cạnh, Hải Ba Đông cũng không chút chần chừ. Ngay lập tức, ông liền phóng về phía trước cùng hai gã đấu hoàng giao chiến. Trong không trung, một trận giao phong kịch liệt diễn ra, cường giả đấu vương cùng đấu hoàng giao tranh là vô cùng quyết liệt. Và cũng trong lúc đó, bên trong Mễ Đặc Nhĩ, sau một hồi chiến đấu, Nhã Phi cùng tộc nhân dường như đã không cầm cự được nữa. Lúc này, toàn bộ nỏ tiến cùng nhân lực đều đã cạn kiệt, còn đám người Vân Lăng Tông, bọn chúng cứ thế ào ào xông tới. Tuy nhiên, cũng đúng vào khoảnh khắc đó, thân hình quỷ dị của Tiêu Viêm như tia chớp trong tích tắc đã liền lao tới. Cầm người trọng xích, Tiêu Viêm liền một hơi đập tan đám người kia. Sau đó, hỏa diễm bùng cháy tạo thành một bức tường lửa chắn trước người Nhã Phi. Nhìn Tiêu Viêm xuất hiện, Nhã Phi như đứng hình. Bất chợt, thanh âm của nàng vang lên, nhẹ nhàng nói: "Tiêu Viêm, người vẫn còn biết trở về sao? 3 năm qua, vì Tiêu gia, thật vất vả cho Nhã Phi tỷ rồi. Đúng rồi, đại ca người ở bên trong, mau đến xem thế nào đi." "Cái gì? Đại ca?" Nghe được câu nói này, Tiêu Viêm không dám chậm trễ. Ngay lập tức, anh ấy liền vọt vào bên trong. Nương theo đó, khi thân ảnh Tiêu Viêm xuất hiện, Tiêu Đỉnh thế vậy cười lớn nói: "Ha ha, rốt cục người đã quay trở lại, thật không làm cho đại ca thất vọng." "Đại ca, chân của người..." "Không sao, chỉ bị trúng độc khiến nó tê liệt mà thôi." "Đại ca, mấy năm nay khổ chốc huynh rồi." "Nói gì vậy, 3 năm nay, tiểu gia hỏa ngươi chẳng lẽ không chịu khổ rất nhiều sao?" "Tiểu Viêm tử, giờ không phải lúc ôn lại chuyện cũ, chúng ta cùng nhau dọn dẹp đám người Vân Lăng Tông trước." Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu. Sau đó, quay sang Nhã Phi bên cạnh, Tiêu Viêm lạnh lùng nói: "Nhã Phi tỷ, nói mọi người lui lại, chuyện ở đây cứ giao cho ta." Dứt lời, thân ảnh Tiêu Viêm cũng liền lao lên phóng thẳng về phía trước. Thấy thế, đám người Vân Lâm Tông trong tay đao kiếm cũng liền lao lên. Thế nhưng, khi bọn chúng vừa động thân thì đột nhiên trái tim như bị thiêu đốt. Sau đó, một tên cơ thể sáng lên rồi chợt nổ tung giữa không trung. Chứng kiến sự tình này, đám người kia hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Đáng tiếc, tất cả đã muộn. Khi kình khí lan ra, có không biết người đã bỏ mạng ngay lập tức. Ở bên ngoài, vài tên sau khi may mắn chạy ra, liền bị yêu dạ mang theo binh mã của hoàng thất chặn lại một mẻ bắt gọn. Thế vậy, Nhã Phi cùng Tiêu Đỉnh cũng có chút giật mình. Hai người họ hiểu, đám người hoàng thất bây giờ mới xuất hiện chính là muốn lấy lòng Tiêu Viêm. Còn yêu dạ, cưỡi ngựa tiến lại gần, nàng cũng liền hướng về phía Tiêu Viêm cùng Nhã Phi chào hỏi một chút. Thấy thế, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, không ở lại lâu, ngay lập tức, anh ấy cũng liền phóng thẳng về phía trận chiến ở xa. Còn ở bên ngoài, cuộc chiến giữa những đấu vương cường giả cũng khá căng thẳng. Trong tay Lâm Diễm cùng Liễu Kình và Lâm Tu Nhai, công kích cũng không ngừng phóng tới, khiến đám người kia chống đỡ hết sức vất vả. Còn ba huynh đệ họ Siêu, bằng vào khí thế cuồng hãn, họ rất nhanh đã đánh cho đám người kia phải thương nặng. Ở gần đó, Hải Ba Đông cùng hai tên đấu hoàng cũng chiến đấu hết sức ác liệt. Giữa không trung, hư ảnh con rồng băng cứ thế bành trướng cùng đám người kia đối kháng. Mỗi lần va chạm, kinh khí lại bạo phát làm nơi đây rung động kịch liệt. Và cũng đúng vào lúc chiến đấu căng thẳng nhất thì đột nhiên Tiêu Viêm ở phương xa cầm huyền trọng xích lách qua con rồng băng và lao tới. Sau đó, huyền trọng xích đánh ra. Tiêu Viêm liền đập tan luồng phong bạo ở phía trước giúp Hải Ba Đông thoát khỏi vòng vây. Lúc này, hai gã đấu hoàng của Vân Lam Tông rơi vào thế yếu, bọn chúng liên tiếp phải chụp được công kích của Hải Ba Đông đang lao tới. Cuối cùng, trên tay Tiêu Viêm một luồng năng lượng bạo phát, chỉ trong tích tắc một đòn công kích mạnh mẽ đã liền đánh về phía trước. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ kinh khủng ngay lập tức bạo phát. Hai gã đấu hoàng cũng đồng thời bỏ mạng. Ở nơi xa, ngay khi cỗ năng lượng tới từ Tiêu Viêm bạo phát, Vân Vận đôi mắt nhắm chặt, bỗng dưng mở ra, nàng giật mình khi phát hiện ra cỗ khí tức quen thuộc. Và không chỉ có nàng, Vân Sơn cũng ngay lập tức cảm nhận được cỗ năng lượng khủng khiếp kia, bởi vậy hắn liền rơi vào trầm tư. Sau một hồi, thanh âm của hắn ta ở bên trong đại điện bất chợt vang lên nói: "Có tin tức gì từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không?" "Hồi bẩm tông chủ, khí tức của chúng trưởng lão tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã hoàn toàn biến mất. Hai đấu hoàng và 7 đấu vương, còn thế lực nào có thể tiêu diệt họ? Chẳng lẽ là tam đại gia tộc liên thủ với hoàng thất?" "Không, ta cảm nhận được tên tiểu tặc Tiêu Viêm đã quay trở lại. Rất có thể đám người Vân Đốc đã gặp phải bọn chúng." Sự tiêu luồng năng lượng vừa bạo phát, ít nhất hắn cũng là đấu hoàng cấp bậc. Xem ra năm đó không nên để tên này chạy thoát. "Tông chủ, hiện tại nên làm như thế nào?"
toàn bộ thu quân, tên đó đã tìm tới cửa, vậy thì ta sẽ cho hắn một đại lễ. Bắt đầu từ bây giờ, Vân Lam Tông sẽ ở vào thời kỳ cảnh giới cao nhất, không ai được phép tùy tiện ra vào. Nghe vậy, hai tên kia cũng cúi đầu hành lễ, sau đó chậm rãi thối lui về phía sau. Cánh cửa đại điện dần đóng lại, Vân Sơn vẫn lặng im ở nơi đó. Bất chợt, làn khói đen lại một lần nữa bay tới, sau đó thanh âm đã liềm vang lên nói: "Thế nào, người đã tin ta rồi chứ? Chỉ là một tên tiểu tử, bổn tông muốn lấy mạng hắn vẫn dễ như trở bàn tay. Ha ha, người nên biết, năm đó, tên nhóc này có thể bằng vào thực lực đại đấu sư, lấy mạng một gã đấu vương cường giả cũng nhờ vào linh hồn của Dược Trần hỗ trợ. Đợi lần tới, Dược Trần giao cho ta đối phó, người chỉ cần để ý việc bắt Tiêu Viêm là được. Yên tâm, ta nhất định sẽ bắt được tên tiểu tử đó. Hy vọng vậy đi, tốt nhất người không nên khinh địch, nếu không kết cục sẽ vô cùng thê thảm." Nương theo câu nói của vụ hộ pháp chấm dứt, ánh mắt Vân Sơn như mở đi, chuyển cảnh từ Mễ Đặc Nghị gia tộc. Sau trận chiến, nơi đây đã trở nên vô cùng hoang tàn, tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát bị bao phủ bởi làn khói đen mờ ảo. Nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt Hải Ba Đông cùng Nhã Phi và người trong Mễ Đặc Nghị không khỏi có chút thoáng buồn. Tuy vậy rất nhanh, mọi người cũng đã tụ tập lại đông đủ. Sau đó, thanh âm Tiêu Viêm đã liềm vang lên nói: "Nhị ca, còn không ra gặp đại ca sao?" Nghe vậy, Tiêu Lệ đã liền đi tới, nhìn Tiêu Đỉnh, ánh mắt anh ấy có chút rưng rưng nói: "Đại ca, chân của huynh..." "Không sao, lần này vất vả cho ngươi rồi. Mới 2 năm rời đi, không ngờ ngươi cũng đã đột phá đấu vương rồi." "Đại ca, cái này là công lao của tam đệ. Nếu không, bằng vào thiên phú của ta, hiện tại cùng lắm là đấu linh mà thôi." Dứt lời, Tiêu Lệ liền hướng Tiêu Viêm ra hiệu. Bởi vậy nghe xong, Tiêu Viêm cũng liền hiểu ý. Sau đó, ba huynh đệ trò chuyện cùng nhau vô cùng vui vẻ. Ở bên cạnh, thấy mọi người như vậy, Hải Ba Đông thanh âm đột nhiên vang lên nói: "Không thể đứng ngoài ôn chuyện mãi được, chúng ta vào trong." Nghe vậy, mọi người liền gật đầu, sau đó tất cả đều cùng nhau đi vào bên trong gian phòng bí mật của Mễ Đặc Nghị gia tộc. Ngay lập tức, thanh âm Hải Lão đã liền hướng Tiêu Viêm nói: "Lần này trở về, ngươi sẽ cùng Vân Lam Tông liều mạng đúng không?" "Hải Lão, còn có thể như thế nào được nữa?" "Ngươi nên biết, trong 3 năm qua, Vân Lam Tông đã bành trướng rất nhanh, hiện giờ ít nhất vẫn còn 3 đấu hoàng cương giả." "Ta biết, có lẽ bọn chúng đang sử dụng biện pháp gia tăng thực lực." "Đúng, mấy năm nay, Vân Lam Tông tựa hồ cùng hồn địa có chút liên quan." "Bởi vậy, ngươi mặc dù đã dẫn theo không ít cường giả trở về Gia Mạ Đế Quốc, thế nhưng so với Vân Lam Tông vẫn còn kém không ít." "Hải Lão, ta hiểu." Dứt lời, vỗ tay ra hiệu, ngay lập tức, thân ảnh quỷ dị của tam đại thủ lĩnh cũng đồng thời xuất hiện. Thấy vậy, Hải Ba Đông kinh ngạc nói: "Ngươi, tiểu tử này, không nghĩ tới giờ vẫn còn ám chiêu cất giấu tới bây giờ." Ngay xong, Tiêu Viêm mỉm cười, đang định cầm chén trà trên tay thì đột nhiên, thân ảnh của Tử Nghiên cùng Mỹ Độ Toa đồng thời xuất hiện. Theo bóng dáng này, Hải Ba Đông cũng giật mình kinh ngạc, còn Tử Nghiên lấy hộp ngọc ra, nàng cũng liền đưa cho Tiêu Viêm. Thế nhưng, Tiêu Viêm đã liền quát lớn nói: "Tử Nghiên, về sau không được theo cô ta gây chuyện, bằng không ta lập tức đưa ngươi trở về nội viện." "Ngươi nói cái gì?" "Vừa rồi, ta cùng Tử Nghiên đi dạo quanh, sau đó ngẫu nhiên nhặt được vật này, ta không cố ý." Dứt lời, Mỹ Độ Toa giận dỗi liền đi vào bên trong. Thấy vậy, Hải Ba Đông liền xua tay, coi như không có chuyện gì, mọi người lại tiếp tục bàn chuyện. Đến đây thì hết tập 54/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.